sau khi đội karate hoàn thành nội dung kata đồng đội nam với vị trí thứ 5 vào trưa 8 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam chính thức kết thúc hành trình ASEAN 19 với thứ hạng 21 toàn đoàn. Trong cuộc trao đổi với PV Báo Tiền Phong, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu tỏ rõ sự thất vọng. Tôi đánh giá cao quyết tâm của các vận động viên, trân trọng những nỗ lực thi đấu hết mình của họ nhằm đạt thành tích cho đất nước, ông nói. Nhưng bên cạnh đó là sự thất vọng mà tôi biết, không chỉ riêng tôi, hầu hết những người yêu mến, quan tâm, theo dõi thể thao nước nhà đều có nỗi niềm tương tự. Từng kinh qua 16 kỳ SEA Games và nhiều kỳ ASEAN, nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ, vị trí thứ 21 toàn đoàn, kém xa Thái Lan, sau cả Indonesia, Malaysia, rồi Philippines và Singapore, rõ ràng không xứng với tiềm năng mà Việt Nam đang có. Dĩ nhiên, hoàn toàn chưa đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ, nhân dân cả nước. Thật chua chát khi báo chí khu vực cũng nói rằng thể thao Việt Nam là gã khổng lồ ở SEA Games, nhưng trở thành tí hon khi ra đấu trường quốc tế như ASEAN. Chúng ta phải chấp nhận thực tế, họ nói đúng. Những năm qua thể thao Việt Nam quá coi trọng SEA Games và tranh giành số lượng lớn huy chương ở các môn thể thao không phải cốt lõi của Olympic, để rồi khi ra ASEAN chật vật mới có được một vài tấm huy chương vàng. Điều dễ nhận thấy nhất, ở Việt Nam vẫn chưa coi trọng khoa học thể thao và dinh dưỡng thể thao. Như mới đây sự việc bữa ăn ở đội tuyển bóng bàn trẻ khiến dư luận bất bình. Nhà báo Nguyễn Lưu.